con đó hả? Trâm mới đi nhốt chó lại, mới phát hiện ra cái con này. Bán mình nó chạy ra, nó chó, nó vậy đó, nó cản con đó một cái là con đó nó búng vô mặt tao liền á. Còn đàn pin không? Cái đạn để thôi. Đây. Anh có thấy nào? Thấy nó nằm ngay đó luôn, con này sao tự nhiên vô đây vậy? Ừ. Quay. Wow, bự quá trời luôn. Giống như đây. Thấy nó. Bây giờ chắc phải hai đội nó đi mới bắn, không nó bắn đây à. Đâu có sao đâu. Con nhím đó. Nhím bự ghê chưa? Qua wow, nó vô đây mà chó không bị gì, giờ không biết vô nào. Ghê hả? This is soon with a 22. Yeah. Coi cái cây đó hôm bữa kia anh bắn nó đâu có xi nhê gì đâu phải không? Em đừng có đứng anh bắn trúng bên văng bên em vậy. Đừng. Yeah. À, để bắn ngay đầu không sao đâu. Khoan bắn đó, em đứng đây anh đừng bắn. Anh đứng đó. Nó đái kìa. Con này bự quá luôn. Dạ, đi vô trong nhà. Để em lấy cái cây súng bự lên bắn đi cho nó chết lùi liền luôn. Hồi nãy nó chạy em. Ừ, con gân nó đứng ngay đó. Mà nó không có chạy vô, bình thường là nó chạy vô á. Bình thường cái lỗ này nó vô chui qua được mà. Nó thấy em tới cái nó quay qua nó nhìn em, nó giống như nó kêu á. Mày. Thôi anh để nó chạy đi á. Nó quay qua. Còn đèn không? Nó coi dù nó sạch anh kìa, nó sạch khuyêu anh kìa. Nó sợ nữa. Đái hả? Nó đưa cái đó ra để nhắm mặt. Cái cây này tại vì đứng gần bà hơi khó. Cái này. Cái mặt nó bên kia hả? Cái đầu nó bên kia rồi. Anh muốn qua bên kia. Con này bự ghê luôn à. Mấy con chó mà tấn công cái con này là bị gắn dính kim đầy mặt luôn. Bự ghê không? Bắn nó cũng thấy tội nghiệp nó lắm, nhưng mà không bắn mấy con chó là bị nó đâm hết. Chó mà bị dính kim này cũng tội nghiệp lắm luôn. Bữa Lucky bị mới tội ơi là tội. Nửa đêm. Nó lại quay đầu ở đây rồi này. Quay đầu đó. À, nó đứng nửa rồi. Anh qua đó cũng được, nó đứng nửa đó. Anh đi qua kia nó bò qua đây. Nếu nó gặp enemy là nó quay cái đầu á. Nó quay cái đít á. Đúng không? Nằm rồi. Tội nghiệp đó quá. Phải cột mấy con chó lại chứ không thôi để mà nó đi ra nó dí cái con đó là nó bị dính vô mặt liền. Kinh nào có bị không? Kinh nào bị rồi nè. Kinh nào bị cái lỗ ngay mũi nè. Kinh nào đưa cái mặt coi coi.
Cái này dính miếng nha. Nghe em. Rồi coi. Ăn mặt chính nè. Lên nè, đứng im. À. Đó, cái kim nè. Đứng im lên nè. Lên nè, stay. Lên nè, dính không? Cái kim mà không cho lấy ra hả? Đây nè, gần nè, stay. Nó không cho lấy ra, chắc phải lấy cái kềm mới được. Hả? À? Con heo cũng cùng chung số phận. Con cho làm xong cái con đó rồi, thả nó ra. Ok. Dạ. Yeah. Con làm gì nữa nè? Con đụng đụng lắm. Nhưng mà cái con hồi lần trước bự hơn phải không? À, bự. Nhưng không biết sao nó vô đây được. Thì nó vô được, sao không vô được, nó chui vô được chứ. Con này cái mình nó ốm nhách à, nó gai vậy thôi nhưng mà nó chui xui qua nó cũng chui được rồi. Hình như nó cũng bị nó bán nó mớ rồi đó. Đây nè. Thấy không? Con này nó bán mớ rồi, nó cũng có ít đây à. À, nó mất hết kim rồi phải không? Ừ, cái kim của nó giống như nó bán con nào rồi nè. Không biết nó có bán con đon kỳ của mình không? Con đon kỳ nó cũng bị á anh. Vậy hả? Ừ. Nó đon kỳ mà lại đạp nó hay gì á, nhiều khi cũng bị á. Cái đùi nó là... gai không nè, gai này đâm mấy con chó tội nghiệp lắm luôn. Lại đây. Anh dịnh mặt lại đây. Đây nè, come. Move, stay. Good boy. Stay, nói. Come, sit. No. Come. Stay, good boy. Con heo này dịnh cái mặt nó lại, anh dịnh cái mặt nó đó. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Màu không có nhìn chúng được đâu mà. Thôi, giúp. Good boy gần á. Good boy. Đây nè. Thôi. Để xuống dưới kia. Nó tối. Ok. Nó đâm vô trong con chó nè. Vừa không? Nướng con nhím, barbecue con nhím. Nó thói bài
hay mình nướng xong con nhím đó mình ăn dinner nó luôn, nướng cho nó hết dai. Teo mấy cái lông nó lại kìa anh, thấy nó cháy lông. Quéo 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 mấy cái lông lại thôi. Giờ nhìn giống trái mít.